Đây là những hình ảnh những người lính Cụ Hồ hỗ trợ cho người dân sau khi được nhận những phần quà từ phiên chợ không đồng do Cục Xe Máy Tổng cục Kỹ thuật trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng tại thành phố Biên Hòa tổ chức khai mạc phiên chợ không đồng với chủ đề Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vào sáng nay. Sự ân cần gần gũi của những người lính Cụ Hồ đã lại tiếp tục xây đắp thêm tình quân dân, nghĩa tình, bền chặt. Khi một miếng cái đói bằng một gói khi no, hôm nay thấy quân đội cho như thế này thì đây là nửa đồng đội cùng mấy ông và số sau này là con là cháu. Nhưng no cho dân được như này thì ông rất là phấn khởi. Cảm ơn chính quyền nhân dân Đồng Nai, cảm ơn là Tổng cục là kỹ thuật và cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, những người như vậy là thương binh, bệnh binh mà đã công hiến cuộc đời mình là cho là sự nghiệp của Tổ quốc. Cảm ơn Ban Chỉ huy Quân đội G50 và Phường Long Bình Tân. Tôi đến đây thì đi một mình nhưng mà già rồi, 82 rồi. Thành ra được các ông chí tiến sĩ lấy dùm quà cho tôi và cũng đem ra đây cho dùm cho tôi. Và rất quy củ, nói chung là tốt. Tình quân dân thì rất là thắm thiết như xưa. Quân dân như cá với nước. Chương trình do Cục Xe Máy phối hợp cùng Ủy ban nhân dân hai phường Long Bình và Long Bình Tân tổ chức phiên chợ không đồng để trao tặng 550 phần quà, 500.000 đồng một phần từ nguồn ngân sách của Tổng cục Kỹ thuật, Cục Xe Máy và nguồn thu từ các hoạt động tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ kho G250, đơn vị đóng trên địa bàn Đồng Nai. Tổng kinh phí trên 275 triệu đồng. Thông qua đó nhằm tri ân, sẻ chia, động viên kịp thời các gia đình chính sách, các gia đình khó khăn, hộ nghèo, người lao động có thu nhập thấp cùng hưởng một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Đặc biệt năm nay thì Tổng kỹ thuật đã tổ chức các gian hàng không đồng ở tại ba khu vực Bắc Trung Nam. Ở miền Nam thì tổ chức tại Biên Hòa Đồng Nai. Có thể nói đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm một phần nào hỗ trợ cho bà con nhân dân có một cái Tết đầm ấm sum vầy, và thông qua cái hoạt động này thì ngày càng thắt chặt thêm tình cảm quân dân, ngày càng gắn bó, đặc biệt là các hoạt động trên địa bàn được sự sẻ chia yêu thương của bà con ở trên các địa bàn đóng quân của Tổng kỹ thuật. Đây cũng là một hoạt động nằm trong cái chương trình Tết đến xuân về của Tổng kỹ thuật trong năm 2024 này. Theo Cục Xe Máy, phiên chợ không đồng cũng là nhằm tiếp tục triển khai phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do chính phủ phát động, cùng truyền thống đoàn kết gắn bó quân dân. Qua đó, phần nào giúp nhân dân đón xuân ấm áp tình quân dân, gắn bó và tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.